nay mình đang ở Tân Nguyễn Music. Hôm nay mình sẽ có một cái món đồ chơi mới cho các bạn, rất là dễ thương luôn. Chào mình tí nhé. Bạn sang sang chưa? Thấy gì không? Đẹp không? Đẹp lắm luôn á. Mà nhìn, nhưng mà nhìn phía dưới mình chơi thì có vẻ hơi bê đê. Nên là nếu mà các bạn có điều kiện nha, cái này rẻ lắm, có 500 ngàn. Bạn mua về cho bé nhà mình tập chơi rất là bổ ích luôn. Bởi vì chơi nhạc nó sẽ kích thích não bé, rất là bổ ích luôn, mình nói thật. Đây là cái cây UKLL. Đấy. Cái dòng này là cái dòng giá thấp của Derazer thôi, nên là nó sẽ không có để thương hiệu ở đây. Nên là cái cây này để một tí mình sẽ test âm thanh thử cho bạn nghe. Âm thanh rất tuyệt vời, ấm lắm. Âm thanh ấm lắm luôn á. Vì cái cơ bản thì nó chỉ là một cây ukulele đó. Xây này là xây soprano. Soprano các bạn, xây này là xây soprano. Nên các bạn nào có bàn tay nhỏ nhỏ thì sẽ chơi với cây này là rất hợp lý. Còn bây giờ mình sẽ đi test âm thanh cho các bạn, dù thẳng vấn đề nói dọc dọc mệt lắm. Ok, bây giờ chúng ta đi test âm thanh. Nghe một khúc thôi, nghe nhiều quá quýnh không được. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn nghe âm thanh thật của nó luôn. Cái này là mình thu bằng cái loa điện thoại nha các bạn, chứ không phải mà mình thu bằng video gì đâu. Thì mình sẽ cho các bạn nghe âm thanh thật của nó luôn, để các bạn có thể cảm nhận. Với 500 ngàn bỏ ra mua cái này không tiếc gì hết. Bây giờ âm thanh nó rất là hay. Bây giờ mình sẽ thử nha. Quýnh lên tông đô trưởng thôi, tại vì mình đâu biết chơi tông khác đâu, chỉ biết chơi tông đô trưởng thôi. Đây, đấy là tông đô trưởng thôi, còn những cái nốt đơn giản này, bình thường đấy. Đấy, âm thanh bình thường thôi, mình chỉ chơi bình thường thôi. Giờ mình sẽ quạt thử một cái điệu gì đó, nghe nó lạ lạ một chút. Mình quýnh cái gì đây? Ok. Xài vậy thôi chứ đâu có gì đâu, tại mình chế em quýnh đại thôi. Thì bây giờ mình sẽ quạt cha cho các bạn nghe nó sẽ như thế nào. Cây 500 ngàn nha, có 500 ngàn thôi đấy mà bạn chơi đủ loại nhạc luôn, bolero cũng quất luôn. Review vậy thôi, âm thanh có 500 ngàn thôi. Cái này bạn đem về bạn mua, cái này bạn mua về để dành chơi rất tuyệt vời. Thì bây giờ nè, đặc điểm nè, nổi bật của nó là có con hết với cái cây dừa ở trên cái đầu, tất cả là màu xanh. Nó có nhiều màu lắm bạn, màu hồng là của Cathy này, màu xanh là con hết này. Bên mình còn hai cây màu hồng với cây này thôi. Bạn nào nhanh tới trước thì sẽ có hàng, còn các bạn sau thì phải đợi hàng sau này gì à, tầm 1-2 tháng gì nó mới về lần. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Đẹp không? Đẹp không?